Thưa quý vị, năm 2020 thì dịch bệnh COVID-19 bất ngờ xuất hiện, khiến cho cuộc sống của mọi người bị đảo lộn đi. Trong đó thì người nghèo chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Và khi dịch bệnh chưa lắng, cuộc sống xã hội chưa kịp khôi phục hoàn toàn thì thời tiết cực đoan lại đổ dồn, giống như là muốn bóp nghẹt cuộc sống vốn dĩ đang khó khăn cùng cực. Tuy nhiên trong hoàn cảnh khó khăn này thì sự gắn kết, đồng lòng và thống nhất của cả dân tộc đã giúp Việt Nam, giúp Bà Rịa Vũng Tàu vững vàng vượt qua những vòng xoáy của dịch bệnh hiện tại. Việt Nam là một trong số các quốc gia hiếm hoi trên thế giới tăng trưởng dương, còn Bà Rịa Vũng Tàu thì vẫn duy trì là một cực tăng trưởng quan trọng của đất nước. Quan trọng hơn là trong mọi thời điểm gian khó, không một ai bị bỏ lại phía sau. Chia sẻ ngày mới hôm nay, mời quý vị hãy cùng nhìn lại những hình ảnh ấm tình người tại Bà Rịa Vũng Tàu trong năm 2020. Khủng hoảng trầm trọng vì đại dịch COVID-19, kinh tế Việt Nam chồng chất những khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh tại Bà Rịa Vũng Tàu cũng nằm trong tình cảnh này. Vậy mà trong khó khăn, tình người cao đẹp, truyền thống dân tộc thật sự là nền tảng vững chắc, truyền thống lá lành đùm lá rách mà lâu nay khi tuyên truyền trong các bản tin phóng sự, chúng tôi vẫn ghi nhận, nhưng chưa khi nào thực sự lan tỏa và sâu rộng như thời điểm năm 2020. Từ thành thị đến nông thôn, đâu đâu cũng xuất hiện những quán cơm miễn phí, phiên chợ không đồng, những buổi từ thiện hỗ trợ lương thực thực phẩm cho những hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh. Có lẽ trong lịch sử công nghệ ở Việt Nam, ở năm 2020 phải ghi dấu loại công nghệ rất sáng tạo, rất nhân văn, ATM gạo, ATM thịt, ATM trứng, ATM khẩu trang, hỗ trợ nhau trong lúc khó khăn, nhưng đến cách trao tặng cũng tinh tế biết chừng nào, để người trao không cảm thấy nặng lòng mà người nhận cũng không thấy mặc cảm tự ti. Cứ như thế, hàng trăm tấn gạo, lương thực phẩm trong nhân dân, doanh nghiệp được huy động và phát liên tục từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2020. Chúng tôi càng cảm thấy phải nỗ lực hơn gấp trăm ngàn lần mới có thể truyền tải được hết tình người giữa hoạn nạn. Xúc động biết bao với những hình ảnh cụ già, những cựu chiến binh trao đi số tiền ít ỏi, những cháu nhỏ xúc cả những số tiền tiết kiệm, tiền thưởng ba mẹ dành cho thành quả học tập để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch. Con thấy những chú bộ đội đang đi chống dịch, những người bác sĩ đang cố gắng để giúp chữa bệnh cho những người bị chủng virus. Thì con thấy, con cũng nghe mẹ nói là họ rất là cực khổ và khó khăn, nên con cũng nghĩ con nên giúp ở họ bằng một việc gì đó, nhưng mà con không thể đến đó được, nên con nghĩ con chỉ ủng hộ bằng cái khác như là tiền của. Giờ là nhân cái dịp là nhà nước ta đang kêu gọi, với địa phương đang kêu gọi như vậy thì chú đem ra chú ủng hộ để cho nhà nước ta là cùng với tất cả nhiều người chung tay xuống lại, người mỗi người một ít, tức là để là nhà nước dùng vào cái việc là quanh vùng ấy, để là nhà nước ta tập trung số tiền đấy để lo cho tất cả những người đó. Chỉ tính sau hơn một tháng phát động chung tay phòng chống dịch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bà Rịa Vũng Tàu đã huy động được gần 40 tỷ đồng cùng nhiều trang thiết bị và nhu yếu phẩm.